Hello, xin chào toàn thể bà con. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ giá rẻ. Và hôm nay thì nhà mình về được sản phẩm mẫu điện thoại giá rẻ thanh lý cho các bạn xài Tết nha các bạn nhé. Và hôm nay thì nhà mình về được sản phẩm là Sony Z3. Và sản phẩm Sony Z3 này thì bên mình đang bán với giá cực kỳ là rẻ nhé. Và giá cực kỳ là rẻ thôi nên các bạn yên tâm nhé. Về cấu hình, về chất lượng máy thì rất là ok nhé. Hình thức thì máy nhà mình thì đẹp từ 90 đến là 95% này. Nhà mình nay thì được về rất nhiều dòng Sony nhá, dòng và sản phẩm Sony này bên mình thì đang bán với giá cực kỳ là rẻ, với cấu hình chip RAM cao, nói chung là bán rất là chạy các bạn nhé. Hôm nay nhà mình về được sản phẩm là thôi, cái màu mè thì mình sẽ giới thiệu sau, và mình sẽ bây giờ thì mình sẽ làm clip cũng như là về phần test các cái hiệu năng game hay là các cái hiệu năng linh tinh qua chiếc Sony cho các bạn xem nhé. Nhà mình nay thì về toàn mẫu giá rẻ thôi, mình thanh lý cho bạn nhé. Thì vì thời điểm này thì mình cũng đang gom hàng bán ở cửa hàng nhà mình, thì những cái dòng máy thì nhà mình cũng rất là nhiều lắm, nhưng mình chủ yếu là mình gom để cửa hàng thôi, thì vì gần Tết rồi thì mình cũng ngại ngại đi ship cho các bạn nhé. Thì nhà mình thì có về Sony này, thì bên này thì mình bán sẽ một loạt là Sony luôn các bạn nhé. Từ giờ đến Tết thì mình sẽ làm EVN mà thanh lý coi như là giảm giá dòng Sony này. Mình sẽ bán cho các bạn giá là toàn là Sony thôi. Các bạn về xài Tết, xem phim, nghe nhạc, chơi game các kiểu đại điểu rất ok các bạn nhé. Và đây thì hôm nay đây thì mình sẽ là nói luôn với các bạn nhé. Thì hôm nay Sony Z3 này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn với những như là ví dụ mà các cái cổng, mà tại vì dòng Sony cũng nhiều người không biết mà, hoặc là nhiều các bạn cũng không biết là khay sim hay nhét sim chỗ nào, thì mình cũng giới thiệu các bạn. Và đây phần này thì là ổ chân sạc các bạn nhé. Các bạn đậy này ra, đây là có cái chân sạc này nhé. Đây, chân sạc thì các bạn đậy vào, sạc xong cái đậy vào. Còn phần bên này là ổ sim với thẻ nhớ các bạn nhé. Đây phần bên này các bạn nhìn thẳng vào máy là phần này ổ sim thẻ nhớ này. Đây thì mình có một chuẩn bị một sim nhé, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là lắp sim luôn các bạn nhé. Đây là sim, sẽ là sim của bạn là phải nhỏ nhất các bạn nhé. Còn sim mà iPhone 4 mà to nhất thì không lắp vào nhé, sim nhỏ nhất. Thì ở trong bên này nó sẽ có một cái giá này, bên này là trên là thẻ nhớ này. Các bạn lưu ý nhé, trên là thẻ nhớ và bên dưới là có cái giá nhé. Thì mình kéo cái giá này ra. Các bạn chỉ cần kéo cái giá này ra này. Đấy, kéo cái giá này ra và các bạn mà gì nhỉ, lắp sim này vào, đặt cái sim này vào. Các bạn nhớ kéo ra, các bạn phải đặt nhé, các bạn gài vào đây, gài vào đây là được nhé. Đấy, rất là dễ nhé các bạn nhé. Đấy, mình lắp sim vào sẽ khởi động lại máy điện thoại nhé. Đấy. Và bảng báo giá chi tiết ấy, thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video nhé. Và các cái hình thức đặt hàng thì mình sẽ làm luôn một cái bảng báo giá hoặc là các chi tiết để các bạn cách thức đặt hàng các bạn ở đấy nhé. Hoặc là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại nhà mình này. Số điện thoại nhà mình có hai số, một là đây, hai số điện thoại nhà mình đấy các bạn nhé. Các bạn gọi số 1 không được thì các bạn thể liên hệ số 2 cho mình. Và đây là địa chỉ cửa hàng nhà mình. Thì các bạn nào gần địa chỉ cửa hàng nhà mình thì các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng nhà mình để mua bán giao dịch. Còn các bạn ở xa thì bên mình thì có ship 3 miền nên các bạn yên tâm. Và sản phẩm bên mình thì lỗi được một tuần và bảo hành 6 tháng phần cứng cho các bạn nhé. Nên là các bạn yên tâm nhá. Đấy. Như vậy thì mình đã lắp sim vào chiếc Sony thì các bạn rồi các bạn nhé. Đấy. Thì sim này đang bị hỏng các bạn nhé. Sim này thì đang bị hỏng nhé. Đấy. Và bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem về cấu hình chi tiết con máy này nhé các bạn nhé. Đây ạ. Này. Con này là chip Snap 801 2.46GHz các bạn nhé. Chip rất là khỏe, rất là cao nhé. Với mức giá cực kỳ là rẻ nhé. Đây là phần DB. Con này thì cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ là 16GB các bạn nhé. System của nó đây. Và đây là pin nhé. Pin con này thì pin 3K1 các bạn nhé. Và đây thì mình sẽ vào cái phần, rất nhiều các bạn coi như là comment để cho mình lên cái video mà chơi Liên Quân Mobile, thì mình sẽ làm video clip coi như là test cái phần Liên Quân Mobile cho các bạn xem là máy cấu hình giá rẻ bên mình xem là có những cái tính năng gì ưu đãi các bạn nhé. Đây ạ. Với giá cực kỳ là rẻ thôi thì các bạn đã gì nhỉ, đã sở hữu coi như là một máy chơi game, xem phim, nghe nhạc, nghe gọi các kiểu đã điểu rất là rẻ các bạn nhé. Nói chung là con chip này sẽ hạn chế nóng máy nhé, tại vì mình cũng làm bài test rất nhiều rồi, con này thì nóng máy rất ít. Đấy.
Đây mình sẽ đang vào Liên Quân các bạn nhé. Nhà mình thì đang về được là này, màu trắng các bạn nhé. Đây. Đây, mình làm cái event giảm giá các bạn. Đây là màu trắng nhá, rất là đẹp các bạn nhá. Toàn màu trắng các bạn nhá. Đây, rất là đẹp nha. Đây và đây là màu xanh ngọc nhá. Nhà mình nay về có màu xanh ngọc các bạn nhá. Đây mình xanh ngọc các bạn nhá. Đây, màu xanh ngọc rất đẹp nhá. Tối nay là về cả màu xanh ngọc các bạn nhé. Nhà mình về được 6 chiếc xanh ngọc các bạn nhé. Xanh ngọc rất đẹp các bạn nhé. Đấy. Màu xanh rất đẹp đấy. Rất là đẹp đấy. Nói chung là màu trắng cũng đẹp. Nói chung màu nào cũng đẹp thôi. Còn tùy các bạn thích màu nào thôi nhé. Đây là màu xanh ngọc nhé. Còn một chiếc màu nâu này thì nhà mình có một chiếc các bạn nhé. Màu đồng này nhà mình thì còn một chiếc các bạn nhé. Hôm nay về được một chiếc nhé. Còn đâu nhà mình thì còn màu trắng với màu xanh ngọc nhá. Nếu bạn nào thích màu nào thì các bạn nhanh tay, nhà mình thì bắt đầu làm việc từ 7 giờ sáng và đến là tối là 10 giờ tối. Thì mong các bạn đặt hàng cho mình là sớm nhất thì mình sẽ chốt các cái màu coi như là các bạn yêu thích cho các bạn trước nhé. Đây. Mình sẽ test cái phần Liên Quân Mobile cho các bạn xem nhá. Xem là các bạn nhiều các bạn thích mình test game mà. Thì mình sẽ đấu 5 với 5 đi. Mình sẽ đâu nó hạng đi, hạng thì mình chưa đánh nick là mình chưa đánh, mình đâu thường nhá, thì mình sẽ vào phần solo các bạn nhé, chế độ giải trí này, võ đài này. Mình sẽ chọn là solo nhá, rồi thì mình chỉ được đấu thường nhé, mình sẽ sẵn sàng luôn. Bạn này đang sợ hay sao này? Đây đang tải. Mình chờ kiểu này mình rất là ghét các bạn nhé. Vào chơi là chơi mà không chơi là ra luôn nó nhanh. Để gần cuối là ok, chờ mất thời gian. Và mình sẽ chọn con Vahin, mình hay đánh Vahin như các bạn nhé. Mình sẽ mang chạy luôn các bạn nhé. Ngoánh luôn và chạy. Đáng ra mình mang máu nhưng mình chỉ chọn, mình còn chưa có ngọc rồi. Ngọc của mình không có ấy. Ui, 2 AD rồi. 2 AD các bạn nhá. Trận này có lẽ khéo khéo mình còn thua rồi các bạn. Con này bắn cũng mạnh lắm. Đấy, mình đang test B Liên Quân Mobile. Như các bạn yêu cầu nhé. Đấy, lòa rất là thích nhá. Đấy. Rất là phê các bạn nhé. Thằng AD này cũng xanh lắm các bạn ạ. Mình biết rồi, để mình nhớ. Chạy. Bịt mẹ không chết các bạn. Đèn ấy không chết. Mình sẽ lên một phần.
À, mình quên mình lên lấy xếp. Thành lắm các bạn ạ. Rồi, cũng hay lắm các bạn. Rồi, mình chết rồi. Rồi, cái ván này mình thua với nó rồi các bạn. Mỏi tay quá. Tí với mỏi tay quá. Thôi, thời gian mình không có hạn thì mình cũng test có qua thôi. Mình sẽ tăng tốc lên mình chiên với nó luôn. Mình sẽ đòi công bằng lại vào mạng này. Đấy, mình sẽ đập luôn cái trụ này cho bạn nhé. Thôi chắc mình cũng phải zin cường clip đấy, tại vì thời gian ở clip thì mình cũng không có hạn là mình chơi các bạn nhé. Chưa cho đầu hàng các bạn. Thôi mình đập nốt để mình cố gắng đập nốt cái xe này. Mạnh quá các bạn ạ. Mình phải liều quá. Thôi tại vì mình không có hạn chơi thì mình sẽ sang trò khác nhé. Mình sẽ bỏ qua cái set này. Thôi mình tạm thời thua để mình bỏ sang set này nhé. Tại vì ở cái game này thì mình không có thời gian. Mình tì vào cái bàn đau hết cả tay các bạn ạ. Không được thoải mái cho lắm. Đấy. Rất nhiều game nhé. Hết đây rồi nè. Mình thử cái game này là game gì. Cái này như kiểu cái game của Lan các bạn ạ. Đấy. Rất nhiều trò các em nhỏ ra hay thích nhá. Nuôi gà, nuôi vịt này. Đấy. Tải lâu lắm. Trời ơi, tích này vào. Này, mình sẽ vào cái trò xun xoay này, trò các em nhỏ hay rất thích chơi nhá. Đấy, rất nhiều trò đấy ạ. Lót rất là nhanh. Đó. Đó, mình chơi đấy nhỉ. Đấy, chơi rất phê. Ngày trước mình hay chơi trò này lắm. Bây giờ mình cũng bỏ lâu rồi. Đấy, chơi rất là mượt các bạn nhé. Đây, mới giá cực kỳ rẻ các bạn ấy. Rất là mượt rồi. Đấy, đấy mà được. Đấy. Thôi mình xin chết để mình sang trò khác nhé. Rất là mượt này. Đấy, rất là mượt này, rất là mượt, rất nhiều trò này. Thèm run này, rất là mượt đấy. Chèm hoa quả các kiểu đã điểu luôn. Đấy. Bố mình giá rẻ chơi game các kiểu đã điểu. Đấy. Các bạn là người tiêu dùng bây giờ các bạn là rất là sướng nhá. Chỉ với mức giá cực kỳ là rẻ thôi. Các bạn đã sở hữu nào thì một con máy chip cấu hình cao, nói chung là chơi game nọ game kia nghe gọi các kiểu đã điểu. Rất là rẻ các bạn nhé. Này, chạy luôn.
Dù nhà các bạn mà có ông bà bố mẹ ấy thì các bạn có thể là mua về tặng ông bà bố mẹ người thân được nhá. Còn bảng báo giá chi tiết thì mình sẽ để luôn dưới phần mô tả và mình sẽ bình luận dưới bên dưới các bạn nhá. Các bạn click vào đấy để xem nhá. Và sản phẩm bên mình thì có tặng là miếng dán cường lực này, một miếng dán cường lực này, và có tặng kèm sạc cho các bạn luôn các bạn nhé. Rất là rẻ nhé, tặng xem sạc các bạn chỉ về kiểu lắp sim mà là dùng các bạn nhé. Nghiêng rất là đấy, rất là thích. Thôi mình sẽ tạm thời trò khác nhé. Đấy, thì mình cũng xin dừng clip ở đây thôi, tại vì cũng gần 20 phút rồi đây nha. Này rất đẹp các bạn nhé. Đây, và nhà mình dừng gì đây. Đấy, có tặng sạc này và tặng cường lực kèm sẵn cho các bạn nhé. Đấy, và đây thì nhận tiền ở clip ngày hôm nay thì nhà mình có giới thiệu các bạn là ít sim Vina vào mạng này. Này sim Vina vào mạng nhé. Sim Vina vào mạng này bên mình là bên bán là 220k. Và các bạn mua sim không thì các bạn phải chịu thêm 30k tiền ship nữa là 250 nhé. Nhưng mà với mức 250 này thì các bạn được lợi như nào, các bạn dùng 1 năm không phải phát sinh thêm 1.000 nào cả. Đấy, trong vòng 1 năm các bạn không phải phát sinh thêm 1.000 nào cả các bạn nhé. Các bạn chỉ lắp sim vào máy là vào mạng thôi. Đấy nha, rất là sướng nhá. 1 năm chỉ với 250k các bạn không phải phát sinh thêm phí gì các bạn nhé. Rất là ok nhá. Sim Vina này nhá. Nhà mình nay về rất nhiều nhá. Thì chỉ còn nhà mình thì chắc phải làm được vài hôm nữa thôi. Thì các bạn thích sản phẩm Sony hoặc là sim Vina này nhá, thì các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình là sớm nhất nhá. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên mình nhá. Đây, đây màu trắng này, màu xanh ngọc này rất là đẹp các bạn nhá. À, xanh ngọc thôi nha, đẹp đẹp nha. Thì các bạn nào chốt sớm thì mình sẽ chốt màu sớm cho các bạn nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và hôm nay thì nhà mình cũng có ít mẫu Sony này thanh lý giá coi như là cực kỳ rẻ, nói chung là rẻ nhất Việt Nam cho các bạn nhá. Thì mình dừng clip ở đây. Thì các bạn nhớ thấy hay thì các bạn nhớ là đăng ký kênh ủng hộ mình, hoặc là chia sẻ video mọi người thân, hoặc là mua sản phẩm về tặng ông bà bố mẹ người thân, hoặc là cái em nhỏ ở nhà rất là thích, tuyệt vời nhá. Thì các bạn nhanh tay đặt hàng mình sớm nhất nhá. Và mình cũng xin dừng clip ở đây. Và chúc các bạn đang xem video của mình một buổi tối ngủ ngon nhá. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc nhá. Xin chào tất cả các bạn nhá.